Xin mến chào các bạn, hôm nay mình có một cái máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái máy này đã đến từ thương hiệu của Kiorit và nó có cái tên riêng phía sau đây các bạn, ERMB 343D. ở đây nó có cái tem theo bài đây các bạn, các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem ha. Em theo bài đây, ERMB 343D, made in Sa Băng, số series nữa đó các bạn, 6570 ha. Nó bốn số cuối, công tắc nó được bố trí đây ha, các bạn nhìn xem cái máy không còn một cái lỗi nào để chê trách nó ha, đẹp từng chi tiết luôn. Này cái nòng nó là 34 ly nha các bạn. Mình lộn, cái nòng nó là 37 ly và dung tích xi lanh nó là 34cc. Với tầm làm vườn của mình thì cực chắc rồi ha, khỏe, rất là khỏe luôn, đánh cước rất là ngon ha. 3343D ha, 34cc đó các bạn. Nòng nó là 37 ly, dên dài bánh chớn lớn ha, dên dài sọc luôn, bánh chớn to đùng luôn, Kiorit ha. Này chế quạt khí này là chế quạt khí quanh rồ hai kim, mình đã lên chế quạt khí quanh rồ hai kim cho các bạn xài cho nó sướng ha. Như các bạn đã biết đó thì chế quạt khí quanh rồ thì không còn gì phải chê trách hết ha, cực chắc luôn, không còn chế quạt khí nào mà hơn nó nữa. Bạn quan sát xem máy đẹp từng chi tiết một luôn ha. Các bạn xem gì dây của nó nè, giật của nó nè, cực chắc luôn, không có điểm trừ các bạn. ERMB 343D, ở đây nó có cái chân dựng nữa ha, các bạn có sử dụng máy này thì các bạn biết liền ha. Ở phía trong này là cái nạch bình xăng này, còn phía này ngoài là cái chân dựng ha. Tất cả mấy cái tay thun này đều là chống ra mồ hôi hết ha, mồ hôi, móc dây đeo đây ha. Tay nắm phía trái chống ra mồ hôi nè, tay nắm phía phải chống ra mồ hôi. Mình lên tay ra bóp cho các bạn xài cho sướng nè ha. Đấy, cực chất luôn, không có điểm trừ các bạn. Cần lắp 25 ha, cần lắp 25 của Kiorit. Chẳng cỏ nó đây ha, củi của nó đây, củi Kiorit chẳng phòng luôn. Đây, 30 tên của Kiorit đây ha, chống dính cỏ cháy luôn ha, chắc thay chắc lượng cỡ nào ha. Tổng thể cái máy đây ha, thấy Kiorit 343D, cái máy huyền thoại luôn, máy này mọi người đều yêu thích ha. Mà đều có nhu cầu cắt cước ha, cỏ rậm ha, diện tích lớn thì mình mới sử dụng những cái máy này nha các bạn. Cái máy này TL33 là nó cho hử khói nha các bạn. TL33 không nghĩa địa gì với nó hết. Sức mạnh của nó, dên nó dài hơn luôn, nòng nó lớn hơn luôn, bánh chớn nó to hơn luôn. Cho nên cây này thì cây TL33 là hử khói với nó nha, không có kình địch với nó nổi. Rồi mình nổ thử cho các bạn xem ha. Hơi đó, hơi các bạn kéo không ra luôn. Mình nói tiếng nổ ganh ti là cái dòng máy này chưa bao giờ gặp đối thủ nha các bạn. Chưa có gặp đối thủ. Nha.
giống như nó tắt kìa, nó không có bắt các bạn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Kiuris RMB343D đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.